Dạ, em xin chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh YouTube của Người Tình Bến Tre. Dạ, hôm nay mình làm món dồi trường hấp bông bí non nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem với mình nha. Dồi trường mình mua về rửa sạch rồi mình bỏ vô mình luộc nha cả nhà. Luộc xong rồi sắc ra mình mới hấp nha, cho nó mềm. Bí nhỏ. Bông bí nụ. Bông bí nụ hấp dồi trường. Nụ bí non không nụ. Nụ bí non. Cái nụ bí nó non. Ừ. Nụ bí non. Hấp dồi trường, gừng, ớt. Nụ bí non hấp dồi trường, gừng. Dồi trường heo rừng nha. Dồi trường heo rừng nó lớn vậy chứ dồi trường heo heo bình thường nó nhỏ chứ không có lớn vậy nó đâu. Không biết nó vậy nữa. Mình sắc vào trường nha. Sắc ra từng miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Ngon quá. Quá ngon luôn các bạn. Bạn thấy có bị hấp dẫn không? Nhìn thấy bị kích thích quá, thèm ăn liền. Một cái giờ trời ngày bằng ký luôn hả? Một cái giờ trời ngày bằng ký đâu các bạn. Mày mua gì rửa giấm, muối. Mình mua về xong là mình đem mình rửa cho sạch, rửa chà giấm, chà muối đồ cho kỹ nha quý vị. Chà cho kỹ nó mới hết hôi. Bắt đầu đem vô mình luộc. Luộc cho nó chín rồi mình mới sắc ra về, bắt đầu mình mới xào hấp với gừng với bí non. Nụ bí non. Chấm nước gì? Nước mắm gừng hả? Chấm à, nước mắm gừng, muối, ớt, bữa làm đó. À, chấm với muối ớt thần thánh. Tí sắc là nhiều nha. Tí sắc là nhiều. Tí sắc ra được một cái khai gì đó hả? Trong mấy quán nhậu sắc là mấy dĩa luôn. Có nhậu dĩa chừng... Giờ cục. Và bây giờ xem đường ra từng lát nhỏng hỏng hỏng cái mình sắc nhuyễn nha. Sắc nhuyễn thì mình ăn cộng gừng nó dễ ăn ha. Để nguyên miếng. Ớt thì hồi chín rất là ớt này để làm mặt thôi nha các bạn. Rồi bây giờ làm bỏ giò trường vô cái sửng mình nêm nếm cho vừa ăn nha các bạn. Nêm giúp hạt nêm cà no vô trộn đều nó lên. Mình thả gừng cho vô cho nên nguyên một lớp mặt nó là gừng nha các bạn. Và thành phần kế tiếp của nó là nụ bông bí. Bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Bông bí này ăn rất là ngọt nha các bạn. Cái trái nó rất là bùi. Bây giờ là nó đã đầy một cái sỉnh rồi nha các bạn. Xong là mình đem đi hấp nha các bạn. Đây mình bỏ vô cái nồi hấp mình hấp nha các bạn. Thế là đậy nắp lại.
cái xoài Đài Loan quá chừng bự rồi các bạn ơi. Xoài này ăn chắc ngọt lắm á. Còn đây là trái xoài Tứ Quý, nó chín vàng ngé giống như cát và lọc luôn. Quá đã luôn. À, mời quý vị cùng ăn xoài nha. Không quay. Hấp vào đường. Bây giờ mình dở ra coi sao nha các bạn. Oh, quá đã luôn rồi. Bông bí nó chín vàng, trái bí nó thấy mềm dũng ra rồi đó. Thơm bát ngát luôn các bạn. Quá thơm luôn rồi. Rồi, bây giờ mình đem ra ngoài nha. Quá đã luôn các bạn, thơm nghi ngút luôn. Quá là hấp dẫn. Nó đã lên mâm. Nó đã lên mâm. Cái này là khói bốc. Hơi khói bốc cao. Và đây là nước chấm thần thánh. Mình sẽ chấm giò trường với nước mắm thần thánh này. Nước chấm thần thánh này là làm muối hột, ớt, tỏi, bắp, sữa bò. Nêm nếm một thêm một miếng gia vị cà no hay là bột ngọt gì tùy theo sở thích của các bạn, ăn sao nếm sao cho nó vừa ăn. Bạn thấy hấp dẫn không các bạn? Quá là hấp dẫn luôn ha. Gấp nó lên nào. Lên nào thì bạn ơi. Quá ngon rồi các bạn ơi. Quết cho một cái nước chấm thần thánh nha. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Ăn một cái rồi. 2, 3, vô. Quá ngon luôn. Ngon mà.
Trái bí này, bí non này 80.000 một ký lô nha các bạn. Ăn ngọt lắm luôn. Dạ, xin cả nhà thân thương cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mời cả nhà ăn miếng dừa trường nha. 1, 2, 3 vô. Chấm thơm lá chanh. Hôm nay thứ 5 tăng ca ngày mai. Ba khách mình.
rồi ăn thử đi. Thôi, nhịn nhịn. Một cái lườm. Cái lườm cũng đàn. Đàn. Hôm qua năm tay mà. Có à. Giờ trời này của heo rừng 200 ngàn một ký nha các bạn. Mắc cần là heo thần này. Vô quán ăn một dĩa này chia làm 5 dĩa, dĩa bao nhiêu? 100 ngàn thành 500 ngàn. Mình có làm đâu, phải có lợi hết chứ. Trước nhà bị gớt cây gì?
hơn 10 giờ luôn, nó còn chẳng mà. Dạ, video đến đây đã kết thúc. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hay, xin cho Người Tình Bến Tre Channel một nút like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để Người Tình Bến Tre Channel một lượt làm những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video và đã ủng hộ Người Tình Bến Tre trong thời gian qua. Xin chúc cả nhà được một năm mới thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Bye bye.